Và đầu tiên em xin kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em tên là Lan Anh, đại diện cho nhóm Phi Hustu. Hôm nay mang tới cuộc thi một giải pháp bảo vệ môi trường. Để bắt đầu chương trình, xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình để xem một clip phóng sự ngắn mà bọn em đã thực hiện vào tháng 10 vừa qua. Bạn thử tưởng tượng xem, đây mới chỉ là một hộ sản xuất mà một ngày đã thải ra môi trường 4 mét khối nước thải. Vậy nếu một làng nghề có khoảng 200 hộ sản xuất thì một ngày sẽ có khoảng 800 mét khối nước thải bị thải ra môi trường. Theo số liệu thống kê gần đây nhất thì Việt Nam có khoảng 173 làng nghề dệt nhuộm. Vậy thì mức độ ô nhiễm môi trường sẽ nghiêm trọng đến như thế nào? Là những kỹ sư hóa học tương lai, chúng tôi tự đặt ra cho mình một trách nhiệm, đó là làm sao để có thể ứng dụng những kiến thức đã học vào việc vào cuộc sống để mà giúp ích cho xã hội này. Với sự hỗ trợ của các cố vấn khoa học đến từ Viện Kỹ thuật Hóa học thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra đời NG, hệ thống xử lý nước thải hữu cơ độc hại khó phân hủy bằng phương pháp oxy hóa tiên tiến, ứng với đối tượng cụ thể đầu tiên mà chúng tôi hướng tới, đó chính là nước thải trong ngành công nghiệp dệt nhuộm. Ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và ấm no, đúng không ạ? Sản phẩm của chúng tôi đưa tới không chỉ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe cho những người sản xuất, mà chúng tôi muốn hướng tới một cuộc sống chất lượng hơn, mọi người có ý thức hơn đối với môi trường để tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. Chính vì thế mà sản phẩm này ra đời với sứ mệnh là góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Hiện nay trên thị trường đã có một số phương pháp để xử lý nước thải dệt nhuộm. Điển hình đấy chính là bể sinh học, nhưng mà đòi hỏi về diện tích mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng và lắp đặt lớn, yêu cầu trình độ kỹ thuật cao, cũng như là việc nuôi cấy vi sinh vật trong một điều kiện nghiêm ngặt. Chúng tôi đã kế thừa và phát triển việc ứng dụng công nghệ oxy hóa tiên tiến và việc xử lý nước thải hữu cơ độc hại tại Việt Nam. Chúng tôi còn tận dụng hai nguồn nguyên liệu chính, đó chính là những chai nhựa PET rất là khó để phân hủy và phế phẩm nông nghiệp. Vâng, điều mà các hộ dân quan tâm nhất đó chính là yếu tố kinh tế, đúng không ạ? Quy mô cũng như lợi nhuận của họ không phù hợp để có thể đầu tư xây dựng một bể sinh học đắt đỏ. Chính vì thế mà sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với quy mô, giá thành mà mỗi hộ dân có thể chi trả cho việc xử lý nước thải. Đối với các doanh nghiệp lớn thì việc cạnh tranh là vô cùng khốc liệt. Chính vì thế mà chúng tôi sau khi tìm hiểu thị trường đã tìm ra một phân khúc khách hàng phù hợp với mình. Đó chính là những hộ sản xuất đơn lẻ tại các làng nghề, các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Bước đầu trong kế hoạch hoạt động, chúng tôi sẽ tập trung tiếp cận với những hộ sản xuất đơn lẻ tại các làng nghề. Đặc điểm của phân khúc này đấy là người dân ý thức chưa sâu về việc bảo vệ môi trường. Chính vì thế mà chúng tôi mong muốn từ những hộ sản xuất này sẽ là ngòi nổ để chúng tôi tiếp cận với các doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn sản phẩm của chúng tôi sẽ có một vị trí nhất định trong tâm trí của người tiêu dùng, để khi mà họ có mong muốn, họ có nhu cầu xử lý nước thải hữu cơ, họ sẽ nghĩ ngay đến chúng tôi, NG. Ban đầu chúng tôi sẽ tiếp cận khách hàng qua những buổi đào tạo nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Sau đó thì chúng tôi sẽ trực tiếp giới thiệu sản phẩm và đề nghị chạy thử trong vòng 3 tháng để tiếp nhận những ý kiến đóng góp cũng như là cải thiện sản phẩm. Chúng tôi sẽ đi từng bước một, chậm mà chắc trên con đường thương mại hóa sản phẩm. Trên đây là kế hoạch hoạt động dự án của chúng tôi. Trong những ngày đầu thì chúng tôi sẽ học theo triết lý Kaizen, tích lũy từng cải tiến nhỏ trong thời gian dài để tạo nên một kết quả to lớn đáng kể. Doanh thu chính của chúng tôi sẽ là đến từ hai nguồn, đấy là bán máy và thay thế vật liệu xúc tác theo định kỳ. Trong 2 năm đầu thì tài chính sẽ là vấn đề đối với doanh nghiệp,
Nhưng mà với sứ mệnh mà chúng tôi đặt ra ngay từ ban đầu, cùng với đội ngũ nhiệt huyết, đồng lòng, dám chấp nhận thử thách, thì tôi tin rằng bài toán tài chính sẽ từng bước một được giải quyết. Trong tương lai, chúng tôi muốn là ứng dụng công nghệ oxy hóa tiên tiến không chỉ dừng lại ở việc xử lý nước thải trong ngành công nghiệp dệt nhuộm, mà còn mở rộng ra các ngành khác để sản phẩm của chúng tôi có mặt trên thị trường trong nước cũng như thương trường quốc tế. Chúng tôi không thể làm một mình, nhưng sẽ làm sạch trái đất nếu có sự chung tay của tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn và chương trình đến từ đội thi phía Tù. Và bây giờ sẽ là phần hỏi đáp Q&A đến từ hội đồng giám khảo của chúng ta. Xin mời các vị giám khảo. Và em có thể chỉ ra trực tiếp là cái cơ chế cái máy nó lọc nước thải như nào đúng không em? Anh không hiểu rõ cái chuyện đấy. Em xin cảm ơn anh. Là về cơ chế hoạt động của chiếc máy này thì nước thải sau khi lọc bỏ các cặn vải sẽ được cho vào bể chứa và từ đây được bơm lên hệ thống xử lý của chúng em. Và cơ chế chính của cái vật liệu này hoạt động theo cơ chế Penton tinh thể. Và với đặc biệt là với ánh sáng sẽ tăng cường hoạt động của xúc tác và việc xử lý sẽ hiệu quả hơn ạ. Thế thì có cái chất nào để mà nó lọc những cái chất thải này, có than hoạt tính hay là những chất hóa học nào để mà ngoài cái quang học? Là vật liệu chúng em sử dụng là vật liệu composite xúc tác quang, và về mặt cơ chế thì sẽ sử dụng là nhân sắt 2 và có thể kết hợp với oxy giả để có thể oxy hóa các chất độc hại có trong nước thải. Một cái mẻ những cái chất vật liệu như thế thì có thể lọc được bao nhiêu lít nước thải? Và lọc được bao nhiêu lần? Hay là lọc một lần rồi đổ đi luôn? Thưa anh, thì vật liệu của chúng em có tuổi thọ lên đến là 90 ngày và với công suất trung bình của một hộ là từ 4 mét khối, và trong 90 ngày đấy nếu hoạt động liên tục là với 2,5 cân vật liệu sẽ xử lý được 360 khối ạ. Chị muốn hỏi thêm một chút là sau bọn em đã có cái kiểm nghiệm về cái hiệu quả của cái quá trình lọc nước trước sau như nào chưa, và có cái chứng nhận nào là thông qua cái quá trình lọc nước đó thì cái chất lượng nước như thế nào? Em xin cảm ơn chị ạ. Về nước thải đầu ra thì chúng em đã đo lường và kiểm nghiệm và đã đạt chứng nhận theo quy chuẩn nước thải loại B theo quy chuẩn Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định vào năm 2015 về nước thải về ngành dệt nhuộm, và các chỉ số COD có thể lên đến đẹp hiệu suất là 85%. Một cái bộ lọc như này thì là giá thành như thế nào, và khi em lắp đặt tại các xưởng hoặc tại hộ gia đình thì là ta chi trả từ nhiều lần hay là một lần như nào? Em có thể nói rõ hơn về cái mô hình kinh doanh không? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Và đối với thiết bị này thì đầu tư ban đầu người ta sẽ cần là khoảng 15 triệu cho cái thiết bị này, và sau cứ 90 ngày là cái xúc tác bên trong sẽ được thay thế, và với giá thành là 650.000 đồng cho một cân vật liệu. Bọn em đã test thử và đếm xem là cái mức độ khả thi, mức độ mà các hộ gia đình họ sẵn sàng mua như thế nào chưa? Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị là sản phẩm của chúng em mang lại giá trị xã hội. Nếu như muốn phát triển bền vững thì chúng ta phải phát triển song song cả về môi trường lẫn kinh tế. Chúng ta không thể tạo ra lợi nhuận nhưng mà lại phá hủy môi trường. Và với cái số tiền mà giá thành và sản phẩm là chúng em tính ra là được 18.000 mét khối xử lý ạ, thì nó phù hợp với cái khả năng chi trả của hộ dân. Bởi vì nếu mà hộ dân muốn sản xuất, em đã hỏi họ chưa, họ có sẵn sàng chi trả không? Em tin rằng họ sẽ phù hợp với cái kinh tế mà hộ dân trong tầm kiểm soát của hộ dân. Bởi vì nếu họ muốn đầu tư để sản xuất dệt nhuộm thì vốn đầu tư ban đầu họ phải là 500 đến 1 tỷ đồng. Đó là số đầu tư ít nhất.
Chị Oanh hỏi rất hay đi. Vì hiện nay là không có luật lệ nào cấm người ta thải ra ngoài môi trường cả. Thì khi mà mua cái máy này của bọn em thì cái giá thành của mỗi cái mét vuông nó sẽ tăng lên. Mà người ta thì hiện nay là về cái vấn đề môi trường người ta vẫn sống được chung với nó. Thì bọn em có cái cách nào để giúp các hộ gia đình mua máy của bọn em để mà làm cho môi trường xung quanh người ta tốt hơn? Tại vì người ta sẽ không quan tâm đến cái việc là mua hay không mua và môi trường xung quanh nước thải nó có tốt hơn hay không? Vâng ạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Khi mà đã sản xuất thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Thế nên là bây giờ nếu như mà không tuân thủ pháp luật thì không thể mở rộng được sản xuất mà chỉ có thể sản xuất chui. Thế nên là nếu bây giờ người ta muốn cái sản phẩm của người ta được đến những cái thị trường mà khó tính hơn như là châu Âu hay là Nhật Bản hay là Mỹ thì rõ ràng cái việc xử lý nước thải là cái việc rất cần phải thực hiện. Thế nên là em nghĩ rằng là sản phẩm của em đang đón đầu cái xu thế này. Em nói là về xuất khẩu thị trường châu Âu thì khó tính, nhưng mà hiện nay cái ưu tiên về thị trường của bọn em lúc bắt đầu là hộ kinh doanh cá thể, những cái làng thì người ta, những cái thị trường của người ta không phải là cái thị trường xuất khẩu đi sang châu Âu và thị trường khó tính. Cảm ơn câu hỏi của anh. Và nếu chẳng hạn bây giờ họ muốn mở rộng sản xuất của mình ra, gọi là bán với các khách hàng trong nước, họ muốn mở rộng ra các khách hàng quốc tế, thì bây giờ họ sẽ trích xuất lại cái nguồn gốc của sản phẩm của anh có sạch không, và sau khi sản xuất xong nó có đạt các tiêu chuẩn về đầu ra nước thải hay không, và có đó có thể tăng được giá trị. Thế là câu đấy là cái anh Kevin anh có cái gợi ý giúp cho bạn em là khi mà cái sản phẩm của em nếu như mà em nói thì nó rất là hay và rất là cần thiết. Cái vấn đề ô nhiễm nặng nề là ai cũng biết rồi, thì bây giờ vấn đề là cách làm sao mà mình triển khai bán được, hoặc là cách thức nào đó đưa cái sáng kiến của mình ra với cả thế cộng đồng ấy. Thì chị nghĩ là một cái cách mà có lẽ là mà em đã đề cập trong cái hồ sơ, đó là thông qua những cái chương trình mục tiêu quốc gia về xử lý rác thải, xử lý chất thải, hoặc là phát triển làng nghề, có thể làm việc với cả hiệp hội làng nghề Việt Nam hoặc là những cái đơn vị, những cái tổ chức để mà thông qua họ mà mình làm việc với chính quyền địa phương để mình có cái cơ chế vừa hỗ trợ cho người cho người làm nghề, cũng đồng thời thì là có cái cơ chế để giám sát cũng như là khuyến khích động viên những người làm nghề để ra sử dụng những cái sản phẩm như thế này. Bởi vì chị nói thật là những người mà sản xuất nhỏ ấy, thì người ta cái mục tiêu đầu tiên của cái mong muốn đầu tiên của họ là giảm cái chi phí, và trong đó mình lại tăng chi phí lên mà mình, và cái lợi ích nó không phải bắt buộc ngay từ ngay lập tức ấy. Người ta nhìn thấy lợi ích ngay lập tức thì chắc là sẽ rất là khó. Mình sẽ phải có cái cơ chế để động để mà khuyến khích bà con làm cái việc này, thì cái việc em và em nên hợp tác với cả chương trình, với cả chính quyền địa phương là muốn đi và vợ em có thể xin xét thêm. Xin được chúc mừng đội Pierre Thu đã hoàn thành phần thi của mình. Được chúc mừng các bạn.